phải làm mới là như thế. Đéo gì toàn lỗi. Ba ba cho Tử Quỳnh này, Mai Linh, Khánh Linh, được chưa? Hồng Nhung, mấy cái rồi? Ghi cho chị Hải Trương. Hải Trương, ghi rồi. Nhanh. Thường Đỗ. Thường Đỗ. Trà xanh ok, không cần phải ghi nhá. Cái này chốt cho Phúc Lộc ok nhá. Ôi tưởng lúc đấy, à con mua lại con Miu Miu đen. Ủa con này màu trắng hay Miu Miu màu trắng này? Này Miu Miu màu trắng này các chị gái ơi. Comment nhanh nhá, comment nhanh nhá. Ủa chết rồi, nó đẹp chưa này. Phê nhỏ. Bao nhiêu ấy? Ok, lên luôn cho em nghe mã 34 con Miu Miu. Only Miu Miu này. Ôi đẹp quá cơ, tôi chết rồi. Đẹp quá. Mã bao nhiêu? 34 kèm số điện thoại, chốt nhanh thì còn cho các chị gái nhá. Mặc con này phê lắm luôn này, đẹp chưa này. 34 lên luôn cho em nghe mã 34 kèm số điện thoại. Phương Thúy Bùi ok, Sinh Ô Hé Ly ok, Phan Anh ok, Phương Anh Dương ok. Sao lại thế? Sao đấy? Kim Ngân Nguyễn ok này. Chưa được. Anh Thư Nguyễn ok này. Ghét thế chứ. Đào Huyền ok. Ghi hộ chị cái này cho Ngọc Linh Nhi một cái này. Ngọc Linh Nhi và Hải Trương. Lúc này em ghi ở chỗ cái băng mát rồi. Mày mà mang được gì nhá. Cửa đó. Mày ra mồm đi. Cãi đài đi. Không thành. Cái chút cho Ami nữa đi. Ok con gu xì. Con gu xì nha các chị gái nhá. Chốt luôn cho em. Nhanh 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 nhanh. Ủa con này có đẹp chưa này. Gu xì ngựa. Ôi. Ở ngoài nhìn đẹp chưa. Giờ mình mới để ý luôn. Kiểu như là con ngựa đen im chìm luôn nhá. Này. Gu xì ngựa này. Các chị gái này. Gu xì ngựa này. Các chị gái nhìn này thôi. Đấy. Đẹp lắm luôn. Này tiến sát thì các chị nhìn thấy nhá. Đấy, bên ngoài nó đẳng cấp lắm luôn, Gucci ngựa. Chốt luôn cho em ngay đây là mã 36.